Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cứu sinh Chúa sáng soi, hay làm cùng khi làm sinh Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một bệnh nhân Lâm Thị Phía, người chị em của chúng con gặp phải căn bệnh nan y, ung thư dòm hầu, viêm tai xương hai bên, viêm đa xoang, đa nhân sơ tử cung. Chúng con cầu xin Chúa hãy chữa lành cho người chị em của chúng con. Và xin Chúa hãy chúc phúc lành cho Chủ tịch Chữ Thập Đỏ xã Bình Sàng, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Và xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Xin cộng đồng mạng cầu nguyện cho người chị em của chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời ngồi xuống nha. Trước tiên là Cha xin chào ông Chủ tịch Chữ Thập Đỏ nha. Xin chào tất cả mọi người. Quả thật thì cho đến ngày hôm nay là Cha đã trị rất nhiều ca bệnh nan y như thế này. Nhưng mà hầu như là đại đa số những căn bệnh nan y này là những căn bệnh kêu bằng Tây y là không còn thuốc chữa trị. Vậy Cha hỏi thử cái người bệnh nhân này coi, con đã đi chữa trị ở đâu rồi? Con trị được bao lâu rồi? Sao con không trị nữa? Làm sao con biết Cha ở đây trị? À, con là người ở Kiên Giang hả? Thế sáng nay con ở thành phố về là sao? Là con có đi làm mấy cái xét nghiệm lại. Đi làm mấy xét nghiệm lại. Còn con thì thực tế là đang ở Kiên Giang. Dạ. Ông Chủ tịch cũng ở Kiên Giang luôn. Cha tưởng con ở thành phố rồi con nhờ ông Chủ tịch Kiên Giang dẫn con đi. Thế nhà con ở gần nhà ông Chủ tịch không? Trung phường. Trung phường luôn ha. Ông Chủ tịch biết con này bệnh lâu chưa? Mới biết đây. Thực ra con có hiểu được cái bệnh con là không thuốc tây không chữa được không? Ai là chồng con? Con có hiểu được căn bệnh của vợ con là thuốc tây chữa không nổi không? Tức là tụi con chưa có cảm nhận được thuốc tây. Vậy là rõ ràng là bên Tây y là tụi con chưa đi chữa. Con mới quyết định đi theo sự điều trị của Cha. Tại sao con quyết định theo điều trị của Cha? Con có nghe một số người trị cha trị hết. Với một phần nữa là con tin tưởng vô cái thuốc nam. Chưa thuyết phục Cha. Bây giờ con không quyết định đi trị Tây y nữa. Dạ đúng rồi. Là con quyết định trị thuốc nam. Dạ. Nhưng mà con nghe nói là có một số người điều trị hết. Dạ. Phải vậy không? Dạ đúng rồi Cha. Rồi giả dụ Cha trị con không hết, con làm sao? Con tin tưởng là Cha sẽ trị cho con hết. Con dựa vào đâu mà con tin Cha trị hết? Con không có biết nữa, mà lúc mà con nghe nói về Cha trị căn bệnh này á, con rất là có niềm tin. Rồi rủ con đi trị đến đây mà con gặp những cái khó khăn gì đó mà không cho con trị nữa, con làm sao? Con cũng quyết trị luôn rồi. Hả? Con cũng quyết định trị luôn. Quyết định trị luôn. Dạ. Nói chung là con quyết định trị ở đây. Dạ. Như vậy thì con nghe Cha viết cái chữ này nè. Chết. Sống. Con thấy hai chữ này chưa? Dạ. Vậy nếu con đã quyết định trị ở đây thì nếu con sống thì con vui. Đúng không? Dạ. Nếu con chết thì con? Chết thì hết. Chết thì hết là mày nói kiểu đó là quê tiền. Nếu con chết thì con buồn hay là con vui? Nếu con chết thì con buồn hay là con vui?
con quyết định chị ở đây. Dạ. Mà nếu con sống thì con vui. Dạ. Mà nếu con chết thì con buồn hay con vui? Dạ, cũng vui. Cái đó là nó không có sự thật đấy. Dạ, tại vì đã mình đã quyết định rồi. À. Dạ, đã kiên trì đeo đuổi tới cùng rồi. À. Mà vẫn không thoát khỏi thì cái đó mình cũng vui. Vậy thì con phải dùng cái chữ là bằng. Bằng. Dạ. Bằng lòng. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Chứ không phải là buồn hay là vui ở đây. Dạ. Dẹp hai chữ này. Tại vì khi mình đã quyết định đến đây chị rồi thì nếu sống là mình vui. Dạ. Nói thẳng một câu là sống là mình bình thường. Tại sao mình gọi là bình thường? Tại vì ở đây trị bệnh này sống là bình thường, có gì đâu buồn gì vui. Mà nếu chết thì tôi bằng lòng. Dạ. Đúng không nè? Tại vì con nhìn thấy cái chữ này cha ghi chưa? Cha chữa dạ. bệnh bằng công nghệ nano. Chứ đâu, cha đâu có chữa bệnh bằng thuốc đâu. Cha chữa bệnh bằng công nghệ nano, mà công nghệ nano đó là nước. Dạ. Mới không ông chủ tịch chữ thập đỏ thấy mới không? Chúc cha giải thích chỗ này ngày mới rồi. Vậy nếu con sống, con quyết định trị ở đây, mà nếu con sống thì con bình thường, thì công nghệ này không dễ làm cho con chết. Mà nếu con chết thì con bằng lòng, vì công nghệ này quá cao cấp mà cứu không nổi con. Nha. Còn con đi Tây Y là nhất định con phải chết chứ không sống được, chẳng qua là kéo dài sự sống cho con chứ con phải chết. Còn nếu con quyết định trị bằng công nghệ này thì con sống là bình thường. Chà, tại sao bình thường? Bởi vì đây là một cái công nghệ chữa hết bệnh là bình thường. Dạ. Còn công nghệ này mà chữa tôi không hết bệnh nữa mà tôi chết thì tôi bằng lòng, vì cái bệnh tôi nó lớn quá. Bạn nè, dạ. bệnh tôi lớn quá chữa không xong. Con hiểu chưa? Dạ. Vậy bây giờ con đã quyết định rồi chưa? Dạ, con quyết định. Nếu chết thì bằng lòng. Còn nếu sống thì bình thường. Đó, vậy đó con mới trị được nha. Dạ. Rồi. Cha cũng nói cho con nghe, không phải cha làm khó con bắt chủ tịch chữ thập đỏ xã dẫn về, không phải cha làm khó con. Nhưng con ơi, đây là cái bản án cho cuộc đời của con. Trên đời này không ai dám kêu án mình hết, ngoài cái bệnh nó kêu thôi con nha. Ngoài cái bệnh nó kêu. Nhưng mà để kêu án con thì trong này là thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ kêu án con, chứ không có cái người bình thường kêu. Có nghĩa là người ta là phải qua một thời gian tôi luyện đèn sách từ trong nước sang ngoài nước, người ta ăn học kêu bằng là không còn một chữ nữa, người ta mới dám quyết định con là người là ung thư dòm hầu. Con hiểu chưa? Mà con hãy nhớ rằng cái chữ ung thư này nè, ung thư mình hiểu theo nghĩa nào? Bây giờ cha vẽ đây là trái sồi. Dạ, ít ăn cái sồi, không biết cái sồi sao. Tạm gọi đây là trái sồi. Nha, cái cuốn nè. Cuốn sồi. Đó, mấy bà ăn sồi rước mấy bà biết mình dễ. Thí dụ đây là cái cuốn sồi đây nè. Mà ngay cái vị trí này nó thúi rồi. Thì bây giờ con làm sao cho nó hết thúi? Hả? Con chỉ dùng con dao là con cắt đi. Bỏ phần thúi này, đúng không? Phần còn lại con ăn. Nhưng mà nếu con cắt đi rồi mà con giữ lại phần này thì từng bước nó sẽ thúi tiếp. Tại vì cái vị trí thúi này nè, vị trí thúi này nè, không phải nó chỉ thúi ngay chỗ này, nhưng mà khi nó thúi chỗ này thì tất cả những cái thứ ở trong nó lôi cái chất thúi vô trong này hết rồi. Phải vậy không? Nếu con cắt đi cái phần thúi này rồi, con để một vài ngày là cái chất thúi này nó đã lún sâu vào trong này, nó thúi tiếp. Vậy thì cái bệnh ung thư của con là giống như là trái sồi bị thối vậy. Hiểu không? Bây giờ cho dù con có cắt đi bỏ phần này đi chăng nữa thì nhất định nó sẽ thối tiếp. Nhưng mà nó chậm thối. Đúng không? Nó chậm thối. Rồi sẽ có một ngày nào thuận lợi đẹp trời nó thối tiếp. Vậy thì bây giờ làm sao cho hết cái phần thối này? Bây giờ cắt bỏ cái phần thối này đi rồi. Bây giờ cái phần còn lại nè. Bây giờ mình làm sao cho nó không bị nữa? Hồi nãy cha nói nếu mà bỏ nửa trái sòi này thì cái phần này nó vẫn còn thúi, vì nó hút cái thúi này vô đây rồi. Ông chủ tịch đồng ý không? Phải không nè? Vậy thì bây giờ giả dụ như giờ con đang bị ung thư cái dòm hầu, bây giờ cắt bỏ chỗ này đi nè, cắt bỏ chỗ này đi nè,
thì bây giờ là con hết ung thư rồi đó. Nhưng mà một ngày nào đó cái chất ung thư này nó dẫn vô trong này thúi tiếp nè. Vậy giờ làm sao cho khúc này nó không thúi? Cha dạy cho con hiểu để con chữa bệnh. Vậy làm sao khúc cho khúc này nó không thúi? Bây giờ cái trái xoài nó thúi nữa khúc rồi, mình cắt bỏ khúc rồi, mình để 3 bữa sau nó thúi tiếp. Bây giờ làm sao cho cái trái xoài này nó không thúi? Làm sao cho nó đừng thúi? Bà Cát. Hả? Ăn là nó hết thúi. Vậy thì một người bị ung thư, cắt bỏ phần ung thư này rồi, khúc sau làm sao cho nó hết thúi? Chôn trong mồ là nó hết thúi. Hả nè. Cái người ngồi chính giữa con là ai? Anh trai. Con nghe cha nói nha, con nghe cha nói để chữa bệnh cho em con nha. Con ơi, vậy cái phần thúi này là cha đang chữa phần thúi này cho con. Đó. Đang chữa phần thúi này. Mà trong khi chữa cái phần thúi này là trong khi phục hồi cái phần mà chưa thúi nè, là phải chữa cái phần này nè. Chữa cái phần thúi này cho hết thúi, sau đó mới phục hồi cái phần còn lại, chắc chắn mày không bị thúi nữa. Là lúc đó con mới hết bị ung thư. Vậy ung thư là một hình thức trái xoài nó bị thúi. Hả nè. Vậy cha làm sao cha chữa hết cái ung thư này cho con nè, nhưng mà cha bảo hành cho con cái khúc này không được thúi nữa nè. Vậy bây giờ cha làm sao? Hồi nãy cha nói cái bằng lòng rồi hết rồi nghe. Vậy giờ cha làm sao? Cha nói cho con nghe cái làm sao chỗ đó mới quan trọng. Hiểu không? Cái làm sao chỗ đó mới quan trọng. Bây giờ cái cha làm sao đó là cái cha thay. Ai nói được chữ nữa? Hả? Thay đổi hả? Sai. Thay gì? Máu. Thay máu. Ủa sao bà Cát bà biết ra bà bị ung thư rồi hả? Thay máu. Vì hồi nãy một trái xoài đó con thấy không? Cái trái xoài nè, cái này trái dưa leo nè, nó thúi phần này rồi. Cái phần thúi này nó đã thấm vô phần này rồi. Đúng không? Cái trái dưa leo này nè, bây giờ nó đã thúi cái phần này rồi, là phần này cắt bỏ nhưng mà nó ảnh hưởng tới phần chưa thúi rồi. Nó đã, cái phần thúi nó đã thấm vô cái thịt rồi. Vậy thì đối với trái dưa leo mình cắt bỏ phần thúi này, còn phần lợi mình ăn liền, chứ mình để nó vẫn hư. Vậy thì đối với một cái lá gan của mình, thí dụ đây là lá gan của mình, nó thúi phần này rồi, nên là được gọi là ung thư. Vậy thì nếu con cắt bỏ phần thúi này, thì nhất định cái phần thúi này nó đã lấn vô trong này rồi. Nó lấn vô trong máu mủ con hết rồi. Vậy bây giờ cha dùng một cái công nghệ nano. Công nghệ nano này là công nghệ bằng nước để cha thay máu mỗi ngày. Con thấy hay không? Khoa học chữa được chưa? Nếu khoa học chữa được thì hôm nay con không có mặt ở đây. Vậy hồi nãy con thấy cái chữ bằng lòng. Bằng lòng với cái chữ mà bình thường. Đó. Bây giờ rõ ràng cha thay máu cho con. Thì nếu con chết con cũng bằng lòng. Đúng không nè? Mà con sống là con thấy bình thường, bởi vì cái công nghệ này là công nghệ thay máu. Còn khoa học bây giờ nó thay máu kiểu nào? Nó lấy máu con ra, rồi nó bơm máu khác vô, trong khi cơ thể con vẫn còn máu dơ. Rồi nó bơm máu khác vô, đâu phải máu khác là máu sạch, vẫn tiếp tục dơ. Đúng không nè? Vậy cha dùng một cái công nghệ bằng nước, công nghệ nano, công nghệ bằng nước để cha thay máu mỗi ngày cho con. Thấy không? Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, đây là con người của con đây. Đó, đây là con người của con. Mỗi ngày con cho nước vô trong miệng, bắt đầu nó đi vào cơ thể con. Nó đi khắp năm châu trong cơ thể con, để nó biến cái máu đó, biến cái máu, để nó tạo ra cái máu mới. Và cái máu dơ nó không còn chỗ đứng trong cơ thể con. Thì lúc này đây, một là con sẽ tiểu ra, hai là con sẽ ỉa ra, ba là nó sẽ đi ra ngoài chân lông, chân tay của con hết.
là mỗi ngày con cho nước vào trong này. Hiểu không? Mà nước này có 3 loại nước sau đây. Có 3 loại nước sau đây. Một là cháo nano. Một là cháo nano. Hai là thuốc núi. Ba là thuốc đồng bằng. Một là cháo nano. Ở trong cháo nano này nó là gạo. Ở trong cái hộp gạo này nó có đầy đủ tất cả các loại chất ở trong hộp gạo. Ở trong hộp gạo con nó có nắng, có sương, có gió, có mưa, có chất bổ, chất béo, chất ngọt, chất chua, chất cay, đủ loại hàng dạng chất ở trong hộp gạo. Thì từ cái hộp gạo này mỗi ngày con đem nấu đi, nấu thành thành nước. Thì cái nước này mỗi ngày, hồi nãy cho vẽ cái hình đó, nước này mỗi ngày, đây là cái miệng con đây, cái nước này là mỗi ngày con đổ vô trong miệng con đây, nó qua cơ thể con đây. Thì cái nước cháo này nè, ở trong cái nước cháo này là cái cháo á, nó là dinh dưỡng để nuôi cơ thể con. Còn cái nước của cháo này nó là thuốc để thay máu con. Sao nghe được không? Rõ ràng không? Quá rõ ha. Bởi những ai nuôi bệnh đây vì làm bác sĩ luôn, hiểu quá lẽ hiểu vì làm bác sĩ luôn. Vậy cái nước cháo này là nấu thành cháo, mà gọi là cháo, cháo nước. Cho nên gọi là công nghệ nano, là công nghệ bằng nước. Vậy con lấy cái nấu, con nấu cái gạo này thành ra nước. Thì trong gạo này nè nó có cháo và nước. Thì con ăn cái cháo này vô trong cơ thể con, thì cái nước á nó là thuốc, nó tạo thành máu, để máu mới để đẩy máu cũ đi. Và cái cháo này nó tạo thành chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể con. Cho ví dụ bây giờ con bị trật tay trật chân, con lấy rượu con tha vô hết không? Hết không? Đó giờ con có tha tay chân bông gân tha rượu không? Đó giờ có bị bông tay chân không? Ông chủ tịch có bị không? Chưa bị bông tay bông chân nào, về chiều bị biết hả? Khi mình bị trật tay trật chân, mình lấy rượu mình tha vô là tự động hết. Thì rượu đó được, nó chiết xuất từ đâu? Từ gạo. Phải không? Rượu đó nấu ra từ gạo, mà rượu đó là thuốc. Cho nên tha vào chỗ mình bị sưng, bị tấy, bị này bị kia, tự động cái sưng nó sửa gân cốt của mình lại. Vậy thì cái cháo này nè, cái gạo này nè, cha nấu thành cháo nè, thì cái cháo này nó ra nước, thì cái nước đó chính là thuốc để thay máu con mỗi ngày. Rồi cái cháo còn lại chính là thức ăn dinh dưỡng để nuôi cơ thể con mỗi ngày. Đó là một hình thức cha cho bằng công nghệ nano là nước. Một hình thức thứ hai là cha dùng thuốc núi. Ở đây thì mình dùng gọi là thuốc núi là bởi vì nó sống ở trên vùng núi. Còn ở trên vùng núi nó không gọi là thuốc núi mà nó gọi là lá cây. Cho nên dùng từ lá cây. Ở đây thì mình gọi là thuốc núi, mà ở vùng núi nó gọi là lá cây, gọi là cây. Nói đúng nghĩa là lá cây gì? Rừng. Đúng không? Ở trên núi có phải là rừng không? Lá cây rừng. Vậy thì ở người ta sống ở miền núi, miền rừng á, người ta không gọi nó là thuốc núi mà ta gọi là lá cây. Đi ra rừng bẻ lá cây gì ăn? Phải vậy không? Đi ra rừng bẻ lá cây gì ăn? Còn ở đồng bằng của chúng ta thì chúng ta không dùng lá cây rừng mà chúng ta dùng thuốc núi. Vậy thì mỗi ngày con ăn cái lá cây rừng này vô. Lá cây rừng này già quá con ăn không được thì con nấu thành nước. Nấu cái lá cây rừng này thành nước.
thì con uống cái nước này vô. Hồi nãy là con uống nước cháo rồi, bây giờ con uống cái nước này vô. Hồi nãy con uống cái nước cháo này vô thì cái nước cháo này nó tạo thành máu mới để đẩy máu cũ ra đi. Còn cháo này nó tạo thành cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Còn bây giờ chúng con uống cái lá cây rừng này vô, nấu thành nước, uống lá cây rừng này vô, nó tạo thành cái chất chống oxy hóa trong cái bệnh của con. Trong cái bệnh của con bây giờ con bị bệnh ung thư dòm hầu, thì giống như là một cái cây này nó bị sét. Bây giờ nó dơ nè, con thấy nó dơ không? Bây giờ cha làm sao cho nó sạch, cho phủi sạch sẽ, cho dùng giấy nhám cho đánh, rồi cho rửa cho làm sạch sẽ, xong rồi là tự động nó sạch. Thì bây giờ trong cơ thể con nó bị ung thư, nó bị lở loét trong bên trong, thì cha phải dùng cái lá cây rừng này nè, cha nấu thành nước cho con uống vào cơ thể con, thì cái nước này gọi là nước chống oxy hóa, là hai loại thuốc nghe không. Loại thứ ba là thuốc đồng bằng. Thuốc đồng bằng này mình ở đây là đồng bằng, ở đây không phải miền núi. Ở đây đồng bằng thì mình gọi là rau gì hả? Rau dường. Rau dường đúng không? Còn có chỗ nó gọi là rau gì, có chỗ nó gọi là rau tập tàn, không biết cái kỳ gì. Còn mình gọi là rau dường. Thí dụ như là cỏ mực, cỏ xước, cỏ lông công, cỏ xà đông bông, cỏ đuôi phụng, cỏ lát, cỏ chát, vân vân. Hay là đủ loại cái rau tập tàn, bùn ngót, hay là nhãn lồng, hay là chùm bao, hay là cái cây gì mình trồng cao cao á, chùm ngay, vân vân. Tất cả nó gọi là rau vườn. Thì mỗi ngày con dùng cái rau vườn này con nấu thành nước. Thì cái nước này nè, con mới đổ vô trong cơ thể con lần nữa, hiểu không? Thì cái rau vườn này nó là chất bổ để nó hỗ trợ cho cái cháo này nè, con chị biết chưa? Ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe rõ chưa? Hồi nãy cái cháo này chưa đủ dinh dưỡng cho con đúng không? Thì con ăn cái rau vườn này vô. Mà rau vườn này nó già quá thì con ăn không được, con phải nấu nó thành nước, để con lấy cái nước này con uống vào để nó hỗ trợ với cái cháo nano đó. Thì giữa cái rau tập tàn này nè, rau vườn này nè, với cái cháo xác cháo này nè, hai thứ nó cộng lại nó làm cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể con. Còn cái lá cây rừng này nè, nó mình nấu thành nước, nó là một cái loại tẩy oxy hóa, chống oxy hóa trong cái bệnh của mình. Còn cái cháo nano, cái nước của cháo này nè, nó là một loại thuốc để mà thay máu con. Vậy hết bệnh không con? Nghe kỹ chưa? Mấy bạn nghe kỹ không? Thầy Thanh nghe rõ không? Mệt. Nói bây giờ mệt. Mệt dở cả hơi tai. Đó là một hình thức cha chữa bệnh cho con. Vậy hồi nãy con nói cái chữ là bình thường với lại là bằng lòng, nó mới đúng con. Vì cha chữa bệnh cho con bằng công nghệ nano, có nghĩa là bằng nước mà 3-4 thứ nước này cha nhập vào cơ thể con, thì nhất định một ngày gần nhất con sẽ bình thường. Mà nếu trời đất mà kêu con nữa thì con bằng lòng. Và con ơi, trên thế giới này chưa có ai trị cái bệnh nan y bằng công nghệ này hết. Thầy Thanh thấy hay không? Đây là một bài học mới nha. Mấy cô Đài Loan thấy mới không con? Đây là một bài học mới. Để cha nói cho con một lần là cha trị bệnh bằng công nghệ nano. Đó. Thì cái công nghệ nano này được dịch nghĩa là nước. Nano là nước. Thì cha dùng cái nước cháo, cha dùng cái nước lá cây rừng, cha dùng cái nước của rau vườn, thì các cái loại nước này đổ vào cơ thể con. Thứ nhất là thay đi cái dòng máu mà hồi nãy cha vẽ trái dưa leo đó. Đó, con bị thúi cắt ngang đây, nó sẽ thúi xuống này. Thì khi cha thay máu rồi thì con không còn máu ung thư nữa, thì tức khắc con sẽ hết bệnh ung thư. Hiểu chưa? Vậy con bình yên chưa? Nghe vậy con chọn đúng chỗ chưa? Chọn đúng chỗ rồi.
Dạ con ơi, không phải tự nhiên mà cha dạy con, vì đây là một cái công nghệ mà thế giới 196 quốc gia chưa có ai nghiên cứu ra công nghệ này. Vậy nếu cha trị cho con mà cha không nói rõ thì con không hiểu công nghệ này, con sẽ cho là mê tín dị đoan. Hồi nãy con nói với cha có một chỗ là con tin sẽ hết, cái đó là mê tín dị đoan, phải vậy không? Nãy giờ ông chủ tịch chữ thập đỏ nghe cha nói có mê tín chỗ này không? Không có chỗ nào gọi là mê tín. Cha trị cho con bằng chính cái công nghệ nano, mà công nghệ này là cả thế giới 196 quốc gia chưa biết, chưa biết tới. Con hiểu chưa? Vậy thì hôm nay con đã tìm tới cái công nghệ nano này rồi thì nhất định con sẽ là bình thường trở về. Còn nếu mà trời đất mà xui khiến cho con chết, con hãy bằng lòng, vì con đã tìm đúng một cái công nghệ cực kỳ hấp dẫn. Và công nghệ này cha đã cho ra đời mấy chục ca ung thư rồi, chứ không phải là mới trị con mình con là lần đầu tiên. Con đến là trễ đó con. Con bị lâu chưa? Gần 3 năm rồi cha. Tại sao hôm nay con mới đến? Con mới biết à, con mới nghe người ta nói. Vậy rõ ràng con gặp cái công nghệ này là trễ rồi con. Chứ nếu con gặp sớm thì nhất định cái công nghệ này sẽ làm cho con bình thường nhanh. Phải nè. Ngược lại nếu con về trễ thì chắc chắn cái công nghệ này sẽ làm cho con bằng lòng là chết. Vậy thì hiện giờ con đi với Tây Y thì một là con chết, hai là con sống. Nhưng mà cha bảo hành với con cái chữ sống này á, hiu lắm. Mà cái chữ chết này nó rõ dữ lắm. Mà trước khi con chết là hết nhà, hết cửa, hết gia viên tiền sản, không còn gì hết. Không lẽ giờ chồng con bỏ con chết, nó phải bán nhà, bán cửa, bán vợ, bán con, nó lấy tiền nó chữa cho con. Chữa xong rồi con chấp nhận cái chết. Còn ngược lại, bán nhà, bán cửa, bán đất, bán đai, chữa cho con sẽ sống, nhưng mà con sống để chờ chờ chết. Còn con gặp cái công nghệ của cha rồi, nhất định con sẽ bình thường. Mà hãy con bình thường thì con trở lại một, đã nói bình thường thì đâu có bệnh, phải không? Bình thường thì giống như ngày xưa con chưa bệnh gì hết. Hiểu chưa? Vậy con hiểu rồi ha. Cha nói tới đây thôi. Cha để dành còn nhiều ca bệnh đến đây cha sẽ chia sẻ tiếp. Tất cả mọi người muốn hiểu rõ thì phải lên mạng xem, phải lên mạng nghe cha nói, vì cha nói quá nhiều. Mỗi một lần cha nhận bệnh nhân là cha dạy rõ công nghệ này. Cái công nghệ này, tất cả những công nghệ này sau khi cha đã nghiên cứu rồi, hiện nay cách đây là 20 năm cha đã nghiên cứu với nhà khoa học nước ngoài là giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Kim Thạch, và hiện bây giờ cha đang nghiên cứu với hai vị bác sĩ nổi tiếng ở bên Mỹ là bác sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ Aram Nguyễn. Thì trong tương lai bác sĩ Aram Nguyễn sẽ dùng cái công nghệ này để dạy cho tất cả mọi bác sĩ trên thế giới hiểu được công nghệ nano này để chữa, dùng cái câu hơi lớn chút là để cứu nhân độ thế. Thì chắc chắn thời gian ngắn nữa thôi thì bác sĩ Aram Nguyễn sẽ giải thích cho thế giới công nghệ này. Còn cha thì cha không phải là bác sĩ, cha không phải là thầy giáo, cho nên cha không thể dạy cho thế giới ta nghe được. Mà bác sĩ Aram Nguyễn sẽ dạy cho thế giới công nghệ này nha. Bác sĩ Aram Nguyễn sẽ dạy cho thế giới công nghệ này. Thì bác sĩ Aram Nguyễn đã thống nhất với cha rồi, cũng như bác sĩ Nguyễn Văn Đông đã thống nhất cùng một số bác sĩ khác đã thống nhất với nhau là nhờ bác sĩ Aram Nguyễn diễn giải công nghệ này cho các bác sĩ trên thế giới để cứu nhân độ thế. Chứ bây giờ một mình cha không thể nào cứu hết mọi người được. Mà một cái công nghệ này nó quá là tuyệt vời để cứu con người. Cha dạy con tới đây thôi nha. Rồi trong quá trình con trị bệnh thì các lương y và bác sĩ sẽ dạy con tiếp. Và cha cũng nói rõ với con rằng khi trong quá trình con điều trị bằng công nghệ này nè, mà nếu con sai cái bát đồ này là con bị đuổi nha. Con ăn bậy là con bị đuổi, con thèm bậy con cũng bị đuổi, mà con thấy người ta ăn con liếc con cũng bị đuổi. Tại vì
nếu con đi tật cái công nghệ này con sẽ chết, hiểu không? Sau khi con bình thường rồi đó thì con về nhà con muốn ăn gì chuyện của con. Còn trong quá trình con điều trị con không được phép ăn lộn xộn. Chờ khi con bình, cơ thể con nó lành tính rồi con được phép ăn nha. Còn giai đoạn này là con không được phép ăn hay là liếc ngang liếc dọc, không được bỏ phòng khám, người nuôi không được bỏ về. Ai nuôi? Con nuôi phải không? Con không được bỏ vợ con về nhà thăm cửa, vì nếu vợ con chết ai gánh trách nhiệm, phải không nè? Vậy tất cả là hai vợ chồng con phải trung thành theo công nghệ này, để công nghệ này nó cứu sống vợ con. Cha cũng nói với con được mấy đứa con rồi? Cha cũng nói với con rằng con hãy nhớ trên đời này nè, người ta có hai người mẹ thôi. Một là người mẹ đẻ ra mình, lo lắng cho mình từ nhỏ đến lớn, miếng ăn giấc ngủ, tắm rửa giặt đồ, làm tất cả cho con đến khi con khôn lớn thành người. Và đến khi con khôn lớn thành người thì con có thêm một người thứ hai là vợ con, lại tiếp tục lo cho con quần áo, đồ đạc, ăn uống, ngủ nghỉ cho đến ngày con qua đời. Con có công nhận không? Vậy cuộc đời con có một người mẹ đẻ ra con và nuôi con như vậy. Và khi con lớn khôn thành người, con cưới vợ, thì người vợ đó chính là người mẹ thứ hai trong cuộc đời của con. Vậy hôm nay người mẹ của con vừa là mẹ, vừa là vợ, vừa là bạn, đúng không? Vậy người mẹ này đã làm bạn với con, khi nào sống với con là làm bạn? Nói thẳng ra là khi nào ăn ở với con là làm bạn, khi nào nấu cơm cho con ăn là giống như làm chị, giống như làm mẹ. Vậy ngày hôm nay vợ con bệnh như thế này, con không có lý do bỏ vợ. Con hiểu không? Nếu con mà không lo lắng cho vợ con thì con không phải là một người bình thường nha. Cha nói đây là cái đạo lý mà con phải hiểu nha. Rồi cha nói tiếp theo cái cô bệnh nè. Ngày hôm nay mà con được đến gặp cha như vậy để chữa bệnh cho con bằng công nghệ này thì con phải vui mừng hân hoan. Nếu chết thì thấy bình thường, mà nếu sống, xin lỗi, nếu chết thì bằng lòng, mà nếu sống thì thấy bình thường, vui vẻ hân hoan. Vậy ngày hôm nay cái ông chủ tịch chữ thập đỏ, ông đã bỏ tất cả cái gì ngày hôm nay của ông, lo vợ, lo con, lo nhà, lo cửa, lo nước, lo nôi, lo cháu, lo đủ thứ. Ông bỏ tất cả mọi sự, ông dẫn con về đây. Vì ai mà ông dẫn về con? Hả? Vì con mà ông dẫn. Có nghĩa là vì con là vì cái cá nhân của con thôi. Nhưng mà vì Bác Hồ dạy ông, cha nói đúng không? Vì Bác Hồ dạy ông là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Cha nói đúng không? Vì Bác Hồ dạy con là người yêu tổ quốc, yêu đồng bào, cho nên con mới dẫn cái con này đến đây để mà bỏ tất cả đến đây để chữa bệnh. Hơn nữa cái ông chủ tịch này, ông đang mang cái thiên chức trong người là hội chữ thập đỏ. Mà hội chữ thập đỏ là cứu người, đúng không nè? Hội chữ thập đỏ là cứu người. Bây giờ ổng thấy một người thân bên cạnh ổng bệnh như thế này, ổng không thể nào ổng quên cái chữ cứu người, đúng vậy không? Do vậy mà con ơi, từ hôm nay trở đi con phải nhớ đến chính quyền địa phương để mà con mang ơn họ nha. Con hãy mang ơn chính quyền địa phương, vì Bác Hồ dạy họ yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Vì Bác Hồ dạy họ phải cứu người, cho nên họ không thể để con, họ không thể nhìn thấy con chết vì bệnh ung thư được. Và cha cũng nói với ông chủ tịch chữ thập đỏ, hôm nay con dẫn một người thân của con về đây, điều đầu tiên là con làm sáng danh Bác Hồ. Cha nói đúng không? Con làm sáng danh cái ông chủ mà con đang tôn thờ đó là Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh.
Bác Hồ dạy con là cứu người, là yêu tổ quốc, là yêu đồng bào, là hy sinh, là chính quyền, là đầy tớ của nhân dân. Con dẫn một người bệnh về đây, con rõ ràng con đang là đầy tớ của nhân dân, mà đây con đang thực hiện lời của Bác Hồ kính yêu dạy con như vậy. Vậy thì điều đầu tiên con phải vui mừng là con làm cho lời của Bác Hồ lớn lên trong lòng mọi người. Ít nữa là trong đất nước Việt Nam, ít nữa là trong cái huyện của tỉnh Kiên Giang. Thằng nè, hơn nữa bên cạnh gia đình con, tất cả những người xung quanh, họ nhìn con, họ nhìn ông chủ tịch Nguyễn Văn Loan này. Giờ đây ổng không phải là chủ tịch của chữ thập đỏ đơn giản, mà ổng là một chủ tịch để cứu người chứ không phải là hội thập đỏ đơn giản. Vậy ngang qua người bệnh này, con phải cảm ơn cái người bệnh. Nhờ cái người bệnh này mà lời của bác được vang dội trong lòng mọi người. Nghe cha nói rõ không? Nhờ cái người bệnh này mà thế giới họ biết được lòng từ bi của con đang ở mức độ nào. Và nhờ người bệnh này mà con kiểm soát lại cái trái tim của con. Kiểm soát lại được trái tim của con. Đã thương người ta đến nào. Đó là những điều cha giảng dạy như vậy nha. Bây giờ tiếp theo, khi con trở về đây con chữa bệnh thì con phải làm hai miếng giấy. Một là cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, con phải ký tên vô đây để trong quá trình chữa bệnh con không phải trả tiền, nhưng con trả tiền nhà trọ cho con ở, là một chuyện nha. Chuyện thứ hai, con phải làm một cái đơn xin khám bệnh, gọi là cái giấy cam kết khám bệnh. Ở trong cái giấy cam kết này cha đọc: hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Tường, trước mặt ban viện chẩn và mọi người, tôi hứa tôi sẽ tuân thủ phác đồ điều trị của phòng khám. Nếu ngày nào tôi còn điều trị bệnh, còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị hoặc xảy ra chết đi con người của tôi, thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Và gia đình tôi, vợ con tôi, chồng con tôi, người thân của tôi không được thưa kiện và tri cứu. Tụi con có chịu như vậy không? Đây là lời cam kết của tôi trước mặt cha Tường, các ban viện chẩn. Đây là những lời tôi viết trước khi tôi ghi giấy cam kết. Nếu con đồng ý như vậy thì cha mới chữa con. Bởi vì cha nói cho con nghe, ngày hôm nay không biết con chết lúc nào. Mà rủi đây nè, lỡ con mà trúng gió trúng dông con chết rồi thì khó lòng dữ lắm con à. Hiểu không? Rồi, như vậy con có đồng ý là khi đó con chữa bệnh con sẽ ký tên vô đây không? Chồng con đồng ý không? Chắc chắn không con? Chắc chắn nha. Rồi, đồng ý chắc chắn thì ký vô. Chút nữa ông chủ tịch chữ thập đỏ sẽ ký hai miếng. Một miếng ông đem về quê hương của ông, ông giữ trong mình của ông, rủi thủ trưởng của ông làm khó ông còn miếng giấy này nha. Rồi như vậy ký đi, cha ký sao? Đây là cái giấy để chữa bệnh, không lấy tiền nha con. Là con như con hợp pháp rồi nha. Rồi cha và các ban viện chẩn cũng như ông chủ tịch chữ thập đỏ ký vào đây để bảo lãnh chữa bệnh cho con nha. Vậy con phải ráng cố gắng nha. Tất cả mọi người đã lên xuồng giúp con thì con phải cố gắng con chữa bệnh cho hết con mới được về nha. Con không được bỏ cuộc giữa chừng nha. Cha nói trước là cha khó dữ lắm nha. Vì con thấy không, đâu phải nhận bệnh mà dễ đâu con. Mỗi lần nhận bệnh là mỗi lần là cả một cái phòng khám này nó bỏ hết tất cả ra để đi cứu con.
cha ký cho con một bản, con đem về quê của con nha. Con giữ cái bản này, nếu mà người trên của con làm khó con thì con có cái bản này. Rồi, ký một cái nữa, đóng một cái nữa. Rồi, giữ lại một cái nha. Giữ lại một cái ở trong mình đó. Chút nữa sẽ viết vô trong nội dung trong này, rồi con giữ lại một bản nha. Giao lại cho thầy Lương Nghi nha. Rồi tụi con có ý kiến gì không? Cái lời đầu tiên thì cũng thay mặt cho nhỏ em bị bệnh thì cũng rất là chân thành cảm ơn cái lòng từ bi bác ái của cha với các vị ở đây, với đặc biệt là cháu chủ tịch đó cũng chịu khó vì cái lòng yêu thương bác ái mà đến đây để giúp cho gia đình. Thế đó là cảm ơn đầu tiên. Rồi tiếp theo thì cũng cho cái vấn đề mà theo điều trị bệnh đối với cha thì ở đây thì về vấn đề mà khi bằng nội chú như vậy thì mình cũng quan tâm cái vấn đề mà ăn ở, cho nên đó thì đã có nghe cha nói thì mình phải ở đây ở nhà trọ gì đó thì cho nên là vấn đề đó mình cũng quan tâm, cho nên mình cũng phải tra coi bây giờ mình ra ngoài mình kiếm chỗ mình khá tốt được không, rồi tới giờ thì mình tới đây mình khám chữa. Về phía bệnh nhân con thì đây cha có 5 cái phòng lưu trú, thì khi nào bệnh nhân mà bệnh nặng quá thì cha thuyên chuyển về đây ngủ 1-2 đêm, còn tất cả các bệnh nhân là ở nhà trọ hết. Nhà trọ thì người ta có điện, có nước, có phòng lớn đàng hoàng, sáng 1,2 triệu hay 1,5 triệu gì cha không biết, nhưng mà mình ở 1,000,000 đó mình sẽ đóng tiền điện tiền nước nha. Cái đó chuyện mướn nhà trọ thì cha không biết, nhưng nhà trọ đây người ta lớn lắm nha. Mỗi sáng là con đến đây con khám bệnh, rồi con khám bệnh xong con nhận thuốc xong rồi con về nhà trọ con nghỉ, con tự nấu thuốc uống, tự nấu cháo ăn chứ không ai đụng tới con hết. Rồi sáng nào con cũng đến đây con viện chẩn hết. Rồi khi mà lỡ như trong quá trình 2-3 tháng con chữa trị mà nếu con bị trục trặc ốm đau gì đó mà đi hôm qua không nổi thì con lưu trú lại 1-2 đêm ở đây, chứ không phải là ở đây, không phải là cái nhà trọ nha. Ở đây không phải là nhà trọ thì con sẽ lưu trú lại 1-2 đêm ở đây. Thì về phía pháp lực thì cha đã thông qua với chính quyền rồi nha. Thì hiện tại ngày hôm nay thì chút nữa thầy Thanh khám cho con, xong thầy Thanh sẽ di chuyển con đến nhà trọ để con mướn nhà trọ con ở, rồi mỗi sáng con đến đây. Hiểu chưa? Sáng con mấy giờ cha? Chút nữa thầy Thanh sẽ trả lời cho con mấy giờ nha. Rồi vậy ha, thôi mình nghỉ ha. Xin đứng lên đọc kinh. Nhân danh cha và con và thánh thần, sáng danh Đức Chúa Cha, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các nhãn linh hồn. Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng ái như vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bây giờ ông chủ tịch chữ thập đỏ dẫn người bệnh vô phòng gặp thầy Thanh rồi mới hết trách nhiệm nha. Rồi. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị.